Thưa, xin chào các bạn khán giả của kênh bóng đá 24 giờ TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tuyển Việt Nam bất ngờ với cái tên chiếm chỗ Công Phượng. Công Phượng vẫn rất quan trọng ở tuyển Việt Nam, nhưng vào lúc này, chiếm vị trí đặc biệt trong mắt thầy Park lại là một cái tên khác. Công Phượng số 1 suốt 3 năm nắm quyền tại tuyển Việt Nam, Công Phượng chưa khi nào vắng mặt ở các giải đấu dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bất kể phong độ có như thế nào. Tầm quan trọng của Công Phượng không chỉ nằm ở chuyện có mặt tất cả các giải đấu, mà còn ở trong những tính toán về lối chơi mà ông Park Hang-seo dành cho tuyển Việt Nam. Và những gì thể hiện ở hai mùa giải gần đây, đặc biệt tại V-League 2021 càng làm vai trò của Công Phượng thêm quan trọng đối với chiến lược gia người Hàn Quốc đang tính cho đội nhà. Cụ thể hơn, mùa này CP10 giờ không còn đóng đinh trên hàng công như trước mà đã chơi linh hoạt hiệu quả hơn khi được kéo xa khỏi vòng 16m50 với vai trò tiền vệ tấn công kể từ lúc kia thì sắc đến dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. Vai trò mới của Công Phượng rõ ràng là rất cần đối với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, bởi huấn luyện viên Park Hang-seo đang muốn thay đổi cách chơi của đội nhà, trong đó lấy việc kiểm soát bóng rồi tấn công làm chủ đạo. Nhưng Văn Toàn mới đặc biệt. Công Phượng đa năng hơn để ông Park rộng đường tính toán rất đáng mừng, nhưng người thay đổi nhiều nhất ở chặng đường đầu tiên mùa 2021 khiến chiến lược gia người Hàn Quốc như bắt được vàng lại là Văn Toàn. Không tính đến số bàn thắng mà chân sút người Hải Dương ghi được ở mùa này cho Hoàng Anh Gia Lai, chỉ nhìn vào những thay đổi đơn thuần về chuyên môn của Văn Toàn thôi thì cũng đủ làm cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải mừng rỡ. Mùa này Văn Toàn vẫn được coi là quân bài quan trọng nhất trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai như những mùa giải trước, nhưng cách mà Kia Tí sắc yêu cầu tiền đạo của mình thay đổi thì mới đáng nói. Ông thầy người Thái đã tận dụng điểm mạnh nhất của học trò là tốc độ đồng thời cho phép tiền đạo của mình di chuyển rộng hơn nửa bên kia phần sân thay vì chỉ bám biên như những mùa giải trước để cho ra một văn toàn khác biệt như đang thấy. Không những thế, việc kéo cầu thủ người Hải Dương vào vòng 16m50 để cùng Brandao liên tục thay đổi vị trí trung phong cắm cũng tạo ra một văn toàn khác biệt so với trước đây về độ nguy hiểm lẫn hiệu quả, mà số bàn thắng có được đến lúc này là minh chứng rõ nhất. Những thay đổi về chuyên môn của Văn Toàn ở Hoàng Anh Sa Lai rõ ràng là gợi ý cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc thay đổi hoặc chuyển từ sơ đồ 343 sang 352 một cách dễ dàng trước khi trận đấu đang diễn ra mà không mất thời gian điều chỉnh. Đây mới là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần, chứ không phải là số bàn thắng mà chân sút này ghi được tại V-League. Thế nên mới nói lúc này Văn Toàn đang quan trọng hơn trong mắt chiến lược gia người Hàn Quốc so với người bạn thân công phượng của mình là vì thế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Bóng Đá 24h TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!